Trong thời gian qua, mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, khác biệt về múi giờ cũng như diễn biến địa chính trị quốc tế không thuận lợi, nhưng tiến trình gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh vẫn được thúc đẩy liên tục, đều đặn với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia rất lớn từ tất cả các nước. Tại phiên đàm phán Vương quốc Anh gia nhập CPTPP, với sự tham dự đầy đủ của các cơ quan liên quan của 11 nước thành viên CPTPP vừa được diễn ra, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh cho biết, sự tham gia của Vương quốc Anh, một trong những cường quốc kinh tế với trình độ phát triển hàng đầu thế giới, sẽ không chỉ mang lại cơ hội về thương mại và đầu tư cho mỗi nước, mà còn khẳng định vị thế của CPTPP là Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao, là hình mẫu hợp tác kinh tế khu vực của thế kỷ 21. Đề nghị tất cả các nước cùng nỗ lực để có một phiên đàm phán thành công, hướng tới việc sớm hoàn tất quá trình đàm phán gia nhập của Vương quốc Anh. Được biết, năm 2021, Vương quốc Anh đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP. Ngay trong năm, Hội đồng CPTPP quyết định khởi động quy trình gia nhập của Vương quốc Anh. Theo đó, các nước đã thành lập nhóm đàm phán gia nhập của Vương quốc Anh, trong đó Nhật Bản giữ vai trò chủ tịch nhóm.